Dạ Thúy An xin chào quý cô bác quý anh chị các bạn nha. Nay em có về được một cái máy với tính bảng này nha. Em chỉ quay một cái máy tính bảng thôi, rồi em review tỉ mỉ cho cả nhà cùng xem và mua ủng hộ giùm em nha. Cái này là máy tính bảng Samsung nha cả nhà. Màu màu vàng hột gà nha. Đây. Cái này có dán keo nha cả nhà. Máy không chạy xước nha, có dán keo nha. Khách nào mua về xài thì lột keo ra, dán keo mới lên là máy còn đẹp leng keng nha. Samsung Galaxy Tab nha. Đây mặt kính của em cũng vậy, mặt kính của em là khách trước xài vẫn còn dán keo nha cả nhà nè, em lột keo nè. Lột keo ra, bây giờ em không dám lột, tại em lột ra em sẽ làm trầy mặt kính. Khách nào mua về thì lột mặt trước ra. Máy còn đẹp leng keng không trầy xước nha. Thông tin máy tính bảng. Này là RAM 2 bộ nhớ 32 nha cả nhà, học online vẫn được nha. RAM 2 bộ nhớ 32. Âm thanh pin ứng dụng bảo mật vị trí Google. Máy này em tạo tài khoản Google nhưng khách này là mua về là chỉ vô YouTube xem thôi. Tạo tài khoản Google sẵn rồi. Bây giờ em thích chuông lo. Hiện là em không ship đơn được các tỉnh miền Tây như Cà Mau, An Giang, Hậu Giang với Đồng Nai, Bình Dương như cả nhà. Nói chung là bưu điện không nhận đơn gì mấy mấy tỉnh cho nên cả nhà thông cảm giùm em nha. Tuần lễ 10 bữa nữa là khách bưu điện nhận đơn thì em sẽ nhận đơn ship cho khách nha. Cấu hình âm thanh. Trời đất. Ngoài trời im lặng. Âm lượng chuông rất là to nha cả nhà. Đây là chuông nè. Máy này màn hình 10 inch nha. Pin con trâu nha cả nhà. Đây bo nè, bo nó cũng còn dán keo nè cả nhà. Chưa lọc keo ra nè. Lọc keo ra là máy còn đẹp lên keo nha. Đây nè, em đã cập nhật wifi rồi nè, bây giờ em sẽ vô YouTube. Bây giờ mình vô YouTube này coi không quảng cáo nha. Em có cài cho cả nhà luôn rồi. Đặc biệt cái YouTube đen này là mình vô là không có quảng cáo. Còn YouTube đỏ là vô là có quảng cáo nha cả nhà. Đây. Đó, nhạc đó cả nhà. Mặt kính không chạy xước nha, mặt sau không chạy xước nha cả nhà. Nè em test chút xíu thôi, test lâu quá sợ dính bản quyền nha cả nhà. Mình thoát ra. Đây mình muốn coi phim hoạt hình thì mình vô phim hoạt hình đây. Quét bỏ. Máy có nhiều ứng dụng nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tích camera nha cả nhà. Camera nè. Này camera trước nè. Camera sao thoát ra. Này học online cũng được nha cả nhà. RAM 2 bộ nhớ 32, cái này em bán 1 triệu nha. Ai có nhu cầu mua liên hệ em số điện thoại 0388792574 hoặc các bạn Zalo với em nha. Hẹn clip sau nha. Thế em xin nhận clip đây, hẹn clip sau.